Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nỗi lo về hoạt động tình báo Trung Quốc ở Việt Nam. Trung Quốc với tham vọng trở thành siêu cường đã nỗ lực tối đa để đuổi kịp và vượt Mỹ trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, để vượt được Mỹ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như quốc phòng thì không phải là điều đơn giản. Và cách ngắn nhất để Trung Quốc đuổi kịp Mỹ là phải đi tắt, đó là sử dụng lực lượng tình báo. Gần đây, nhà chức trách Hoa Kỳ đã liên tục cảnh báo tình trạng tình báo Trung Quốc xâm nhập và đánh cắp các thông tin về khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực quốc phòng trên khắp thế giới. Đây là hình ảnh Bộ Tư pháp Canada vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 đã cho phép thực hiện vụ dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu sang Mỹ. Và hồi đầu năm 2019, CIA đã gửi thông báo đến các nước chia sẻ tình báo với Mỹ, cáo buộc Huawei nhận tiền đầu tư từ cơ quan tình báo của Trung Quốc. Đầu năm nay, một giáo sư danh tiếng của trường đại học số 1 của thế giới Harvard đã bị khởi tố vì vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ liên quan đến việc nhận khoản tiền hàng triệu đô la bất minh từ trường đại học công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, vào cuối năm 2019, một hướng dẫn viên du lịch Hoa Kỳ cũng bị tòa án kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hồi năm 2014, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không và không gian người gốc Hoa cũng đã từng làm việc tại NASA, đã bị FBI khởi tố vì cung cấp hàng loạt bí mật công nghệ quốc gia cho tình báo Trung Quốc. Đây chỉ là vài vụ ví dụ nhỏ trong hơn 1.000 vụ tình báo Trung Quốc hoạt động mà cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang điều tra. Năm 2018, FBI đã thành công trong việc giăng lưới, bắt được cục phó của cơ quan tình báo tỉnh Giang Tô, vốn là một cơ quan trực thuộc cơ quan tình báo lớn nhất và quyền lực nhất Trung Quốc với tên gọi Bộ An ninh Nội địa, viết tắt là MSS. Mỹ cũng không phải là mục tiêu duy nhất, cho dù là mục tiêu quan trọng nhất của tình báo Trung Quốc. Nhiều quốc gia khác cũng phải đau đầu với việc tìm biện pháp chống lại các hoạt động tình báo của đất nước Trung Quốc. Đây là hình ảnh điệp viên Trung Quốc Vương Lập Cường đã xin tị nạn chính trị với Tổ chức Tình báo An ninh Úc. Ông thừa nhận đã tham gia vào các hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đặt, trong đó bao gồm cả việc bắt cóc chủ hiệu sách Lý Ba đưa về Trung Quốc và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020 của Đài Loan. Thêm nữa, việc đánh cắp bí mật công nghệ không phải là mục tiêu duy nhất của tình báo Trung Quốc. Tình báo Trung Quốc còn quan tâm đến việc chi phối các vấn đề và các cơ quan chính trị của nhiều quốc gia để phục vụ cho ý đồ của Bắc Kinh. Điển hình phải kể tới như trường hợp của Úc. Báo cáo chính thức của tổ chức này cho thấy tình báo Trung Quốc đã can thiệp bằng cách chi 1 triệu đô la để giúp vận động tranh cử trong Quốc hội Úc. Cũng như trường hợp Đài Loan, quốc đảo này luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan tình báo Trung Quốc. Vào năm 2014, một tướng tá của quân đội Đài Loan, trong đó có cựu phó đô đốc Hải quân Đài Loan, đã vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến cung cấp thông tin quân sự và quốc phòng cho tình báo Trung Quốc. Các hoạt động của tình báo Trung Quốc diễn ra rất đa dạng và phức tạp. Hoạt động tình báo có thể với mục đích đánh cắp các bí mật công nghệ như bí mật về an ninh, quốc phòng, ám sát hoặc can thiệp vào nội bộ chính trị của một quốc gia nào đó. Và phương thức hoạt động của tình báo có thể dùng con người để thâm nhập hoặc dùng tin tặc để tấn công, chiếm đoạt các dữ liệu hay tấn công mạng để gây thiệt hại cho đối phương. Đây là hình ảnh Yan Shushu, một nhân viên tình báo cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, viết tắt là MSS, đã bị dẫn độ từ Bỉ đến Mỹ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Nhân vật này bị cáo buộc cố tình đánh cắp bí mật thương mại từ công ty KE và công ty hàng không vũ trụ Mỹ khác. Riêng về hoạt động tình báo sử dụng con người thâm nhập, tờ The National của tổng kết có 5 loại mà tình báo Trung Quốc hay thực hiện để thu thập thông tin, đó là: đội ngũ tình báo Trung Quốc thường hay đội lốt dưới cái mác nhân viên ngoại giao, tùy quyền quân sự hay là các phóng viên. Trong các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc luôn có các nhân viên tình báo trong các vai tùy viên quân sự hay chính trị. Ngoài ra, phóng viên từ các cơ quan thông tấn của Trung Quốc cũng luôn là có các nhân viên tình báo đội lốt như Tân Hoa Xã hay Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc là những cơ quan tiêu biểu nhất. Các hoạt động gieo mầm
có nghĩa là giới chức tình báo Trung Quốc đã đào tạo những nhân viên tình báo của họ từ rất sớm. Từ những nhân viên tình báo này, họ sẽ tiếp tục tuyển dụng các cộng tác viên mới mà các cộng tác viên này hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chữ tuyển dụng ở đây có nghĩa là chính là thuật ngữ riêng trong ngành tình báo để chỉ việc kết nạp và lôi kéo thêm người cộng tác viên cho mình. Và tình báo Trung Quốc còn sử dụng các viện nghiên cứu với đội ngũ học giả rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Christopher Weiss, giám đốc FBI cho biết, trong năm 2018, FBI đã hủy cấp visa với khoảng 30 người Trung Quốc là các giáo sư thuộc các lĩnh vực vì lo ngại hoạt động gián điệp. Hầu hết để tiếp cận với các con mồi, đặc biệt trong việc đánh cắp các bí mật công nghệ, các nhân viên tình báo Trung Quốc thường đội lốt các học giả tại các học viện nghiên cứu của Trung Quốc, tiếp cận mục tiêu bằng cách mời đến Trung Quốc dự các hội nghị hội thảo, chi trả một ngân sách rất hào phóng cho các khoản tiền đi lại, ăn ở khi tới tham dự hội thảo tại Trung Quốc. Sử dụng dưới danh nghĩa nhân viên chính quyền địa phương để tiếp cận mục tiêu khi các mục tiêu tới thăm Trung Quốc. Nhân viên tình báo Trung Quốc cũng thường đội lốt là các nhân viên của cơ quan nghiên cứu nào đó của thành phố này, ở tỉnh đó ở Trung Quốc để tạo sự tin tưởng nơi họ. Thông qua các đội ngũ, doanh nhân trong nước và hải ngoại, những trường hợp tiếp cận khó khăn như trong vụ vận động bầu cử Quốc hội Úc hay mua bí mật quân sự và quốc phòng từ Đài Loan, các nhân viên tình báo Trung Quốc đã thông qua nhân vật trung gian là các thương gia Hoa Kỳ, Trung Quốc đặt các thương gia Hoa Kiều ở hải ngoại làm các việc này. Những năm gần đây, mặc dù bị nhận xét là sử dụng các biện pháp thô thiển, nhưng tình báo Trung Quốc vẫn thu được rất nhiều thành công đáng kể. Thậm chí kể cả cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA vẫn dính bẫy của họ như thường, và vũ khí tuy cổ điển nhưng hữu hiệu của họ chính là tiền và gái. Hoạt động tình báo của Trung Quốc rất đa dạng và phức tạp. Địa bàn hoạt động của họ trải dài khắp các châu lục và các quốc gia. Một ví dụ cụ thể nêu lên cho thấy tầm vóc và sự nguy hiểm của tình báo Trung Quốc đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đối nghịch với Trung Quốc. Đây là hình ảnh một công ty của Trung Quốc đã bị đập phá ở Bình Dương vào năm 2014 trong đợt phản đối giàn khoan Hải Dương 981. Trong bối cảnh đó, phải nói rằng Việt Nam là một trong những địa bàn mà tình báo Trung Quốc quan tâm bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Một mặt, Việt Nam là quốc gia có những tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam cũng là quốc gia có lịch sử đấu tranh xung đột với Trung Quốc hàng ngàn năm nay. Người dân Việt Nam ít có tình cảm với Trung Quốc, nếu không muốn nói là có tâm lý chống Trung Quốc, bài Trung Quốc diễn ra rất lớn với đại bộ phận dân chúng hiện nay. Chính vì vậy, việc nắm bắt được các bí mật kinh tế, quốc phòng, quan hệ quốc tế của Việt Nam luôn là mục tiêu thèm muốn của tình báo Trung Quốc. Chưa kể tới việc Việt Nam dưới sự uy hiếp của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến Việt Nam đang đẩy quan hệ với Hoa Kỳ. Chính vì vậy, việc sử dụng lực lượng tình báo để can thiệp vào chính trường của Việt Nam cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ là mục tiêu quan trọng của lực lượng tình báo của Trung Quốc đang đặt ở đây. Ngoài vụ tin tặc đánh sập mạng lưới điều khiển sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào năm 2016, đến nay vẫn chưa thấy giới chức Việt Nam đưa ra được kết luận nào. Có thêm nhiều vụ bị nghi là có bàn tay đằng sau của tình báo Trung Quốc giật dây. Ví dụ như vụ đập phá các công ty xí nghiệp vào năm 2014, nhân sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cho đến nay vẫn không thấy các cơ quan an ninh hay tình báo nào của Việt Nam đưa ra cảnh báo gì. Nhà nước Việt Nam vẫn hay tự hào cho rằng trong quá khứ họ đã có những nhân vật tình báo huyền thoại. Trước đây, Việt Nam có các cơ quan phụ trách an ninh là Tổng cục An ninh, nhưng nay thì đã khác đi. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, chụp ảnh cùng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia. Ông cũng đã là người đang bị chính phủ Slovakia điều tra về tội tổ chức bắt cóc Trịnh Nhân Thanh vào tháng 7 năm 2017 tại Berlin. Cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã từng là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trước đây. Về tình báo, hai cơ quan tình báo lớn nhất của Việt Nam là Tổng cục 5 và Bộ Công an và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng vẫn giữ nguyên tên gọi và tổ chức, nhưng Tổng cục An ninh và Tổng cục 5 đã thay đổi, chỉ còn là các cục phụ trách từng địa bàn và lĩnh vực chuyên môn.
các cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam có đặc quyền rất lớn, thậm chí bất chấp cả pháp luật. Ngoài ra, kinh phí để các cơ quan này hoạt động chắc chắn không hề nhỏ. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra hiện nay là mức độ hiệu quả của các hoạt động của cơ quan này tới đâu? Khi mà các hoạt động tình báo của Trung Quốc rầm rộ như vậy, nhưng không thấy sự lên tiếng của các cơ quan này, có thể là do úy kỵ với sức mạnh của Thiên Triều, không muốn chọc giận Trung Quốc, nhưng cũng cần có các cảnh báo để mọi người có thể biết và đề phòng đối với các cơ quan tình báo Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Đây phải là một cuộc chiến tranh nhân dân mà người dân có thể nghĩ rằng dường như các cơ quan an ninh tình báo Việt Nam chỉ có mục tiêu là ăn đất, như hàng loạt các tướng tá tình báo và công an và quân đội đã bị dính líu với việc thao túng đất công như thượng tá tình báo Vũ Nhôm, hay để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như trường hợp của Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Đường Minh Hưng và nhiều quan chức cấp cao khác trong Bộ Công an. Hoặc nếu khác thì chỉ có thể là đập phá cũng như triệt hạ lẫn nhau trước mỗi kỳ đại hội đảng diễn ra. Chứ mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của ngoại bang thì dường như đã bị họ coi nhẹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.